bác thân mến, hôm nay thì là ngày mùng 10 tháng 6 năm 2018 và chim Vu Gáy Hay chia sẻ một cái kinh nghiệm chuyển những con phượng hoàng đất, như ở quê thì gọi là con sẻ cùi. Như các bạn biết là đây là một cặp trống mái rõ ràng, con bên ngoài là con trống và con bên trong là con bên mái, đuôi dài vẫn còn giữ nguyên. Và cái cách mình gửi đi thì các bạn biết rồi, mình dùng một cái cống nước tự động như kia và một cái chai dựng đứng thì nó sẽ không bị đắc và nó sẽ uống ở đó. Ngoài ra thì mình dùng một cái cống xanh này để cho nhân viên ở trên đường người ta sẽ tiếp nước vào đây. Ở bên phía này thì mình dùng cám, mình cám, và ngoài ra thì mình có gửi kèm một cân cám để cho nhân viên người ta, trong trường hợp nó rơi nó đổ thì nhân viên sẽ cho ăn. Các bạn có thể thấy đây là một đôi rất là đẹp. Đấy. Ở mình thì thuộc chân núi Ba Vì nên ra cũng rất nhiều những cái tay thợ hay đánh bẫy được những con này và úm nuôi ăn cám rất là tốt. Loại này thì các bạn vào cám dùng đu và hoa quả trộn với cám, và ăn côn trùng thì chúng có thể ăn thạch thùng, ăn thịt mỡ, rồi ăn dế, ăn sâu. Chung là nó cũng như kiểu là dòng chòe than đấy, dòng mi đấy, nghe là nó ăn cả côn trùng, ăn cả cám. Thì các bạn thân mến, đây là cái hình ảnh thực tế của chim Vu Gáy Hay. Và đôi này mình sẽ chuyển vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Hồ Chí Minh ở đây, đây là cái phiếu mà mình gửi cho các bác. Nhất là bạn này là bạn ở đâu? Bạn này là 0949 6 0 0949 664 428 bến xe An Sương, gửi về bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì khách hàng này đã chuyển tiền và bên mình cũng sẽ giữ uy tín và sẽ chuyển con này cho bạn ý. Quý vị, các bạn muốn đặt những cái đôi chim phượng hoàng đất như thế này, đôi chim Nguyên Ương và đôi chim sẻ cùi như này, đây là một trống một mái, thì quý vị các bạn có thể đặt trước cho bên mình. Mình có một cái hệ thống tại núi Ba Vì đánh và úm nuôi rất là ok. Các bạn thấy là đôi này giữ nguyên đuôi rất là đẹp, đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đôi này các bạn đang xem hình ảnh, đây là hình ảnh của đồng chí thao chim Vu Gáy, và các bạn thấy là chúng rất là đẹp luôn, không đánh nhau, không phải ghép gì cả. Đó, thế là điều đó là rất là ok rồi. Số điện thoại là 0335305982. Thì quý vị các bạn có thể thấy là ngoài cái việc cung cấp chim Vu Gáy ra thì mình cũng cung cấp những cái con đặc biệt như thế này, con đà điểu và một số những cái dòng chim đặc biệt khác. Sự như vậy là xe cũng đã đến rồi. Mình xin phép đi. Con này là con hoang dã. Sáng nay hóa ra lại mây này. Mát quá. Đi ngủ êm hết. Đã làm sao tao rồi thì thông minh một tí. Đúng rồi. Hôm nay về vợ bảo vợ bảo thiết bà này bà không minh thế. Hóa ra là ta điểm mát. Nó đầu tiên nó ngóc thôi, xong là nó ngồi thì hết. Chỉ cầm hộ em cái phiếu kia này. Nó ngóc. Lấy em 50 đấy. Nó ngóc xong nó ngồi hết. Nó ngồi hết đúng không? Đi mất thằng bằng. Không mà nó băng ngồi thì nó băng được. Ok. Đưa cái phiếu đấy cho Khương nhé. Ấy, như vậy là sẻ cùi phượng hoàng nửa đã đi xuống văn phòng Mỹ Đình Hà Nội, và nếu như bạn có xem video này thì hãy gọi ngay đến 0942089 769 thì bạn sẽ nhận ở tại bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều hôm nay thì rất là nắng, mình vẫn phải ra mình gửi cho các bác. Đấy, vẫn ghi số biển số xe quen thuộc, vẫn xe của đồng chí Thao. Đấy. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Chim Vu Gáy Hay, và các bạn đã biết đến đồng chí Thao qua cái con đà điểu và con chim Vu Gáy. Cảm ơn các bạn, thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau đó.
chúc các bạn một buổi chiều thật là mát mẻ, hôm nay rất là nắng đúng không ạ?